Xin kính chào bà con. Thì cái mùa này ấy, là trộn hương rất dễ bệnh, mà chúng ta thấy rằng là cái bệnh bỏ ăn á, rồi tiêu chảy ấy, mùa này là rất là nhiều. Đấy, cho nên là việc mà chúng ta cho ăn cái chế độ dinh dưỡng của con trộn hương trong mùa này ấy, là rất là quan trọng. Thì xin lưu ý bà con là đối với cái bệnh về tiêu chảy ấy, thì nó có nhiều cái nguyên nhân. Nó có thể là do chúng ta mới bắt trồn về trong quá trình di chuyển đó, nó bị tiêu chảy, hoặc là nhiều khi do vấn đề về thức ăn đó, không đảm bảo thì cũng sẽ dẫn đến cái bệnh tiêu chảy. Và nhiều khi nó là do cái virus nó cũng sẽ gây ra cái bệnh tiêu chảy. Thế thì như vậy á, là việc mà điều trị những cái con bị tiêu chảy như vậy nó khác hoàn toàn, không phải nó giống nhau. Nên tùy theo cái nguyên nhân mà chúng ta có thể đưa ra cái giải pháp điều trị cái bệnh tiêu chảy nó khác nhau. Đối với cái con trộn hương bị tiêu chảy do cái bệnh nứt chân chẳng hạn, thì điều trị nó rất là lâu khỏi. Và mùa này thì tôi thấy rằng là rất nhiều bà con gọi điện đến nhờ tư vấn về cái cách điều trị cái bệnh tiêu chảy và cái bệnh nứt chân trên con trộn hương. Trong các cái video trước ấy thì tôi cũng có chia sẻ đấy, cái bệnh nứt chân ấy thì nó diễn biến rất là phức tạp đó. Nó gây suy hô hấp, trụy tim, sốt cao đó. Cho nên là chúng ta thấy là bệnh rất là phức tạp. Ban đầu có thể là nó do cái nguồn lây ở bên ngoài đó. Ví dụ như là cái việc người này người kia đi vào tham quan này, những cái bà con mà đi mua giống thì nhiều khi họ đi trại này trại kia tham quan rồi đến cái trại của mình dép guốc tha cái mầm bệnh từ nơi khác về, hoặc là ví dụ như là có những con vật lây truyền trung gian như là ruồi này, chuột này, nó xâm nhập từ các cái nơi khác mà cái nơi đó là có những cái con bệnh đó, nó đem virus về đến với trại mình. Thì chúng ta thấy rằng là đối với những cái con trồn mà nứt chân, cái cuối cùng là cái biểu hiện của bệnh tiêu chảy ấy, là cái mùi phân của nó đó, nó lại rất quyến rũ đối với những cái con vật trung gian lây bệnh như là ruồi, nhặng hay là những con chuột đó. Thì cái mùi phân của nó đó, nó rất là tanh, rất là thối đó. Thì con những con vật trung gian như vậy tôi vừa kể đấy, nó bậu vào cái phân của những con trộn bệnh, và khi đó nó bay ra, nó phát tán và nó vào đến cái chuồng trại của mình. Đấy là cái con vật trung gian truyền bệnh. Thế còn khi mà cái biểu hiện của cái bệnh nứt chân đầu tiên là gì, có những con sốt cao trên 40 độ, 40-42 độ, thì mặt này, mũi này, bốn chân của nó đỏ lên đó, tai đỏ lên, thì đấy là những cái hiện tượng là do sốt cao đó. Khi mà sốt cao rồi nó sẽ dẫn đến viêm phổi đó, khó thở, và nhiều khi bà con mổ ra để phẫu thuật xem là cơ quan nội tạng của nó bị làm sao không thì phổi nó bị nám. Thì chúng ta thấy rằng là cái bệnh về nứt chân ấy, đây là cái bệnh về nhiễm khuẩn đường máu, nhiễm trùng đường máu. Cho nên là chúng ta điều trị những cái loại thuốc bình thường nó rất là khó, không thể nào điều trị dứt điểm được, mà phải là gì, đi triệt tiêu các cái tế bào virus từ máu đó. Cho nên là chúng ta thấy cái bệnh đây hiện nay trên con trồn thì nó vẫn còn rất là khó, một bài toán rất là khó đó. Gây viêm phổi này, nám phổi, cuối cùng là trụy tim đó, suy hô hấp, nó viêm nhiễm tất cả các bộ phận sinh dục. Ví dụ như là con đực chẳng hạn, thì xung quanh cái bộ phận sinh dục của nó có những cái đốm, hoặc là những con cái đấy, thì nó chảy nước mủ ở bộ phận sinh dục đó, và nó có cái mùi hôi thối rất là khủng khiếp. Và khi mà nó sốt cao đấy thì con trộn hương thường là bị sưng mặt đó. Và cuối cùng, biểu hiện cuối cùng là bệnh tiêu chảy. Cho nên chỉ trong vòng thời gian rất là ngắn, 5 ngày đến 7 ngày là có thể là từ cái con bệnh nó đã lây ra những con khỏe rồi. Mặc dù cái con khỏe nó đang ăn, thế nhưng mà trong vòng vài ngày là nó sẽ bỏ ăn đó.
Cho nên là khi mà điều trị cái bệnh về nứt chân thì chúng ta phải điều trị tất cả các cái bệnh, các cái biến chứng như vừa nêu trên. Cho nên nó vừa tốn kém mà cuối cùng là không hiệu quả. Đấy, thì cái điều trị bệnh tiêu chảy trên còn tổn thương thì chúng ta phải phân biệt được đó là những cái loại do virus ấy, thì rất khó điều trị. Còn cái con trồn mà đang nuôi bình thường, chúng ta nuôi lâu ngày rồi mà nó bị tiêu chảy, đấy là do mẫn cảm thức ăn, thì điều trị rất là nhanh, trong vòng 5 ngày 7 ngày là nó khỏi thôi. Thì cái thuốc hôm rồi ấy, tôi chia sẻ với bà con đó, là cái thuốc gần như là hiệu quả đến 90 trên 90%. Chỉ trừ cái bệnh nứt chân thì cái tiêu chảy ở bệnh nứt chân nhiều khi điều trị khỏi, thế nhưng là những cái biến chứng khác nó làm cho con tổn thương nó chết, như ví dụ như là trụy tim này, hay viêm phổi cấp, nám phổi, thì như vậy chúng ta thấy là điều trị không khỏi thôi. Còn những cái bệnh tiêu chảy kia thì chúng ta hoàn toàn tự tin là cái thuốc bột tôi đã chia sẻ lên là điều trị rất là tốt. Thế thì trong cái thời gian này ấy, là từ giờ đến gần Tết ấy, thì bà con nên sử dụng ví dụ như là cho nó ăn chuối này. Đấy, hoặc là chúng ta có thể cái thức ăn mà lành nhất ấy, là chúng ta có thể là nấu cháo trắng, cho một ít đường hoặc mật ong cho nó ăn như vậy. Và có thể là cho ăn cái, nếu mà chúng ta cho ăn cá thì chúng ta nên cho ăn bữa chính là buổi sáng, 5 giờ, 6 giờ sáng, và buổi chiều thì chúng ta chỉ cho ăn coi như là bữa phụ thôi, là có thể là một trái chuối thôi. Đó, thì bà con lưu ý như vậy. Đây thì cũng mấy tuần nay thì tôi cũng bắt đầu nó duy trì chuối này cho nó ăn. Đó. Thì chuối này bà con cho nó ăn trái chuối mà vừa chín tới đó thì nó rất là tốt. Còn mà chuối mà chín quá hoặc là nó lốm đốm, nó chuyển sang cái mùi chua đấy thì chúng ta cũng không nên cho ăn. Đó. Thì đấy là một số các cái lưu ý đối với cái bệnh còn tổn thương trong cái thời gian này. Thì video này đến đây là hết nha. Hẹn gặp lại bà con ở các cái video sau. Nếu như bà con có các cái thắc mắc gì cần hỏi đấy, thì bà con nên gọi trực tiếp qua điện thoại hoặc là kết bạn trên Zalo để tôi có thể là tư vấn kỹ hơn. Chứ nhiều khi bà con bình luận ở trên video đó thì cái nội dung nó rất là nhiều, thì tôi không thể nào tôi trả lời ở trên đó một cách cụ thể được. Hoặc là ví dụ như là về bệnh lý của con tổn thương chẳng hạn, thì phải có quá trình theo dõi thì mới chuẩn đoán nó chính xác được. Chứ còn bà con nói là biểu hiện của nó, ví dụ như là nó bỏ ăn như vậy thì tại sao, hay là phân của nó thì như thế nào, nó có bệnh, nó có khó điều trị hay không, thì cái đấy rất là khó trả lời. Đó. Thì có gì thì bà con cứ gọi điện trực tiếp hoặc là trên Zalo thì tôi sẽ tư vấn cụ thể cho bà con hơn. Và video này thì xin được tạm dừng đây nhé. Hẹn gặp lại bà con ở các cái video sau.